nhiều lắm. Nhưng mà em sai cứ sai. Dạ, nhưng mà em không có sai. Là... em không có sai về tình cảm mẹ con, tình cảm gia đình, em không có sai gì hết. Nhưng mà em chỉ sai một điều là em cãi cha với mẹ không chịu học thôi. Nhưng như vậy nhưng là mà em học cái khác. Còn học cái khác nhưng mà cưng không học phổ thông, cho nghĩa là học bỏ ngang phổ thông. Dạ. Bỏ ngang phổ thông nhưng mà sau này cứ học trường nghệ thuật không cưng? Dạ, không luôn ạ. Sau này cũng phát triển theo cái bản năng mà theo công ty. Nhưng mà mẹ sao mà làm sao mà nó bỏ học giữa chừng mà mình cũng canh dữ lắm mà cuối cùng ông bầu về sinh mà ổ ngay ổ luôn mà về sinh là mình lại chấp thuận. Ở trên nhà trường thì cũng năm hồi 10 nghiệp rồi, thành ra người ta cũng cắt rồi. Giờ xin lại thì cũng được chứ không, nhưng mà mình cũng muốn cho con nó là học tới nơi tới chốn. Yeah. Mà giờ nó cương quyết cái con đường đó thì giờ mình phải chịu thôi. Đam mê quá rồi cô. Rồi bao nhiêu lâu khi mà theo ông bầu em có show nhiều TT? Lúc anh nhớ là thời gian là em, nhóm tụi em làm mưa làm gió tất cả các tỉnh luôn. Dạ khoảng 2 năm. 2 năm. 2 năm là em bắt đầu thành lập nhóm HKT. Đi diễn khắp nơi. Dạ lúc đó là đi diễn khắp nơi, là bắt đầu có những cái MV đầu tay. Rồi em lúc đó em chưa biết hát nữa. Anh thấy em nhảy không? Dạ. Mà không hát. Dạ. Nhảy biết cái mình muốn, kiểu như mình có trục trặc mâu thuẫn trong công ty á, thì em mới bỏ đi. Em bỏ đi, em tách nhóm em bỏ đi. Bỏ đi một thời gian thì sự động viên lại năn nỉ của mọi người á, nói cũng nói cho em hiểu, thì em mới tiếp tục cái con đường đam mê của em, thì em mới hát, tập hát. Nhưng mà cái định hướng mà cái lúc mà tham gia cái nhóm mà HKT gì đó, về định hướng về âm nhạc, về phục trang, về tóc tai, quần áo, tất cả cái đó là do ông bầu hết hay là con muốn như vậy? Tôi nhìn thấy rồi sợ sợ. Đúng rồi nè. Đó. Thì đó. Lúc đó cảm giác của cô như thế nào cô? Khi mà ti về thấy đầu tóc như vậy rồi cô cảm thấy như sao cô? Ông hồi trước ở bên cái Bình Triệu đó là đi vô ở ngoài đường lộ, là đi vô một khoảng đường mới tới nhà. Ti về thì ở ngoài đường mấy đứa nhỏ chạy vô. Cô ơi cô, anh Phương về, anh Linh Phương về. Thì nhìn ra mình đâu có biết, đâu có thấy ai đâu. Đâu có thấy ai anh Phương nó lại. Trộn nhận không ra con mình luôn. Không nhìn. Đi ngang qua đời cô luôn hả cô? Tại vì ở đằng xa nó đi vô rồi mình cũng đâu có để ý đâu. Dạ. Rồi đang mài dừa, dạ. Đang mài dừa bán đó. Cái bước ra sao nhìn thấy, ủa đâu không phải con mình. Hồi lúc đi thì tóc nó hết đàng hoàng, đen ấy. Mình nhìn ra, ôi trời anh ca sĩ nào trời. Không ra. Rồi bao nhiêu lâu cô mới nhận ra đó thằng Tí Tí con mình hả cô? Bước vô cổng nhà. Trời ơi, rồi lúc đó cảm xúc cô làm sao cô? Bước vô cổng nhà, nó ủa sao ở đầu con, sao vậy con? Nó cười thì miếm miếm thế rồi thôi à. Dạ, lúc mà lúc đó cô cũng không giận, không la gì hả cô? Không, tại vì lúc đầu của mình đã chấp nhận rồi. Mình chấp nhận rồi thì mình phải chịu thôi. Mình cũng là khuyến khích con. Mình đứng ngoài sau lưng, mình khuyến khích nó thôi. Chứ giờ... Thôi đường này cưng ơi, gặp hoài đi, bớt đi. Ủa vậy hả? Mới gặp hôm qua. Thằng này nó xào ghế sợ. Mới gặp hôm qua vỗ dài bẹp 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 lên chương trình. Ta. Dạ đó là như lễ phép. Dạ đúng rồi, mình lịch sự. Mình lịch sự. Ủa trời. Dạ con chào cô. Dạ, cô giới thiệu về bản thân mình cho khán giả được biết đi ạ. Mẹ Ti chào cô Thị. Trời ơi, dễ thương. Mẹ Ti Đoàn Thị Ngọc Sương. Dạ, Đoàn Thị Ngọc Sương. Dạ. Năm nay là 67. Thôi, đẻ dữ gì? 67. Dạ. Công việc thì giờ... Không làm gì hết. Dạ, không. Dạ, hỏi vui vui vậy thôi chứ biết được Ti nuôi rồi. Coi bây giờ mình sống ở đâu cô? Cái đó là kêu Bình Tân. Dạ Bình Tân. Bình Tân. Mình mới chuyển nhà đó hả cô? Thì mới chuyển qua. Hay là nhà nhiều quá mình không nhớ chỗ nào cô? Đúng rồi đó, nhà nhiều quá. Quá trời. Nhỏ kinh doanh thành đạt giờ nhà quá trời nhà. Không nhớ chỗ nào. Dạ nhà thuê không ạ? Đó là xạo không ạ? Dạ cho con hỏi là nhà mình có bao nhiêu người con hả cô? Hai thằng. Dạ, Ti Ti với em. Ti với Thiên Vương. Dạ. Ngày xưa Ti Ti học giỏi không cô? Thật sự là học giỏi. Khi học là về nhà, cha với mẹ theo dõi dữ lắm. Theo dõi kêu học bài. Mẹ, đừng lo, con học trong trường rồi. Về nhà không ôn bài lại? Không, không thấy học bài. Dạ. Có học bài không? Học lúc nào?
Học trong tiềm thức ha. Em buổi sáng thường em hay dậy, lúc mà em dậy dậy 4-5 giờ sáng em ngồi trong bếp quên. Em ngồi trong bếp học bài. Là có học. Nhỏ dậy sớm học bài. Dạ. Rồi bao nhiêu tuổi Ti mới phát triển năng khiếu của mình cô? Năm đó là hình như là 14 tuổi rồi con. Dạ, 14-15 tuổi. Cơ duyên gì được đi hát hay vậy? 14-15 tuổi mà có sao mà có cơ duyên nào vậy cô? Hỏi con hỏi cô mới nói cô khui ra hết. Dạ. Đúng rồi, mình phải khui. Ngày xưa là đâu có cho đi hát đi sướng gì đâu, cho đi học. Cứ cho đi học mà không chịu học đâu. Nó trúng học à? Trúng mà trúng đi đi hát á. Chứ ở trong lớp á thì trốn vô trong cái nhà kho của nhà trường. Mà trốn làm gì? Thì tập hip hop á. Là nhảy đúng không? Nhảy đẹp lắm, chỗ nó xem tôi rồi ghê thiệt. Ủa mà sao lúc đó trong trường đó, cái đó là phong trào trong trường hay sao Ti? Tại vì do em biết cái văn hóa của cái hip hop Britain á, là từ thời ngày xưa mà đến Việt Nam mình lúc đó chưa có hot. Em có một người anh cho em một cái cuốn đĩa ở nước ngoài á, là em là một trong số những đứa trẻ mà có đĩa đó thứ hai thứ ba gì á. Là vô tình. Là vô tình, xong rồi em xem cái em thích quá rồi em tập mà em bỏ học luôn. Mà là có ai dạy không hay là tự tập? Em tự tập luôn. Rồi lúc đó tập rồi không lo học hành gì hết Ti? Dạ. Thì em đi diễn, mỗi lần đi diễn là cha mẹ cấm. Ủa mà diễn lúc đó làm cái show mà diễn ai cho em cơ hội đi? Dạ diễn? Có, em đi nhảy ngoài đường phố. Em đi nhảy ngoài công viên rồi hàng xóm, là mấy thằng em có mấy lính đệ tử nữa mà. Xong mấy lính đệ tử em mới là đi đấu hip hop với lại một người cũng làm trong công ty á. Thì đấu với mấy đệ tử em đấu không lại. Đem ra. Dạ em mới ra chỗ tài. Giới thiệu. Vậy xong em nhảy, cái thằng kia nó nhảy không lại. Xong nó về nó nói là ông bầu á, nó có một thằng ở bên Bình Triệu á. Thì nó nhảy như vậy á, xong cái ổng mới qua, ổng kêu em đi diễn. Lúc đó một đêm em diễn cỡ 2-3 show vậy á. Mà mỗi một show diễn xong là về cho được 50 ngàn. Em thấy là mình tìm ra được tiền, cái em khoái, em thích. Cái em đi, cái cha mẹ không cho. Mỗi lần em đi diễn á, là về là bị đánh. Em cũng theo cái đam mê mình á, mình lì á. Tối 8 giờ là thường là khoảng 9 giờ rưỡi 10 giờ em ngủ. Nhưng mà bình thường cái tự nhiên mấy thời gian đó thì 8 giờ rưỡi là 8 giờ là em bắt đầu vô giường rồi. Em lấy cái gối em chùm mền lại, với em lấy bộ tóc giả của cha em lúc đó làm nghề cắt tóc á. Cuốn lại em để trên giống như em đang ngủ vậy á. Là giả dạng đúng không? Dạ giả dạng. Ủa này chắc cô kiếm hiệp nhiều lắm hay sao? Dạ, xong cái cũng thời gian cũng nửa tháng á, em đi diễn suốt, em leo hàng rào đi diễn suốt á. Cái bữa đó sao nói, ủa sao con mình sao cái nó không thở, thấy cái đầu mà nó không, cái nào cũng thấy một cái hình ảnh đó mà thấy hoài như vậy. Sau thằng này nó có một cái gì ở xu. Cái cha mới vô kiểm tra thì mới biết em đi diễn bị đòn dữ hơn không? Dạ, tại vì thời gian đó là con đi học trễ nè, với lại công việc học với việc học là sa sút nữa, là điểm rồi về nó bị tuột. Đúng, nhà trường mắng vốn cô không có mắng vốn mà mời phụ huynh lên trường. Rồi mời lên là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba trục anh ta ra khỏi trường học ở Thủ Đức, kêu là cái trường là coi như là học sinh dạy em coi như mà lì đó, học sinh cá biệt đó, học sinh cá biệt là ảnh nghỉ rồi ảnh không chịu đi học luôn, rồi nửa đêm là ảnh leo gào là ảnh đi theo hip hop luôn á. Rồi nghỉ học vậy, quyết định nghỉ học cả cha cả mẹ luôn á Ti? Đi dạ lúc đó 11 hết rồi. Dạ lúc đó em bỏ đi luôn, em bỏ đi theo ông bầu luôn. HKT đó hả? Dạ HKT đến tận bây giờ luôn á. Cái em qua mới kể ông bầu, cái ông bầu ổng mới dắt em qua về nói chuyện với cha mẹ, xong rồi thuyết phục cha mẹ, sau mà cha mẹ cho đi diễn. Rồi bây giờ nhìn là cái quãng thời gian đó Ti cảm thấy có lỗi với mẹ không Ti? Dạ, có nào em xin lỗi mẹ chưa? Dạ có, em xin lỗi nhiều lắm. Nhưng mà em sai cứ sai. Dạ nhưng mà em không có sai. Là... em không có sai về tình cảm mẹ con, tình cảm gia đình, em không có sai gì hết. Nhưng mà em chỉ sai một điều là em cãi cha cho mẹ không chịu học thôi. Nhưng mà em học cái khác. Còn học cái khác nhưng mà cưng không học phổ thông, cho nghĩa là học bỏ ngang phổ thông. Dạ. Bỏ ngang phổ thông nhưng mà sau này có học trường nghệ thuật không cưng? Dạ không luôn ạ. Sau này cũng phát triển theo cái bản năng và theo công ty. Nhưng mà mẹ sao mà làm sao mà nó bỏ học giữa chừng mà mình cũng canh dữ lắm, mà cuối cùng ông bầu về xin mà ổ ngay ổ luôn mà về xin là mình lại chấp thuận. Ở trên nhà trường thì cũng năm hồi 10 nghiệp rồi, thành ra người ta cũng cắt rồi.
giờ xin lại thì cũng được chứ không, nhưng mà mình cũng muốn cho con nó là học tới nơi tới chốn. Dạ. Mà giờ nó cương quyết cái con đường đó thì giờ mình phải chịu thôi. Đam mê quá rồi hả cô? Rồi bao nhiêu lâu khi mà theo ông bầu em có show nhiều tí tí? Lúc anh nhớ là thời gian là em, nhóm tụi em làm mưa làm gió tất cả các tỉnh luôn. Dạ khoảng 2 năm. 2 năm. 2 năm là em bắt đầu thành lập nhóm HKT. Đi diễn khắp nơi. Dạ lúc đó là đi diễn khắp nơi là bắt đầu có những cái MV đầu tay. Rồi em lúc đó em chưa biết hát nữa. Anh thấy em nhảy không? Dạ. Mà không hát. Dạ. Nhảy biết cái mình muốn cái như mình có trục trặc mâu thuẫn trong công ty á thì em mới bỏ đi. Em bỏ đi, em tách nhóm, em bỏ đi. Bỏ đi thời gian thì sự động viên lại năn nỉ của mọi người á nói cũng nói cho em hiểu thì em mới tiếp tục cái con đường đam mê của em thì em mới hát tập hát. Nhưng mà cái định hướng mà cái lúc mà tham gia cái nhóm mà HKT gì đó về định hướng về âm nhạc, về phục trang, về tóc tai, quần áo, tất cả những cái đó là do ông bầu hết hay là cô muốn như vậy? Tôi nhìn thấy rồi sợ sợ. Đúng rồi nè. Đó. Thì đó. Lúc đó cảm giác của cô như thế nào cô? Khi mà ti về thấy đầu tóc như vậy rồi cô cảm thấy như sao cô? Ông hồi trước ở bên cái Bình Triệu đó là đi vô ở ngoài đường lộ là đi vô một khoảng đường mới tới nhà ti về thì ở ngoài đường mấy đứa nhỏ chạy vô cô ơi cô anh Phương về anh Linh Phương về thì nhìn ra mình đâu có biết đâu có thấy ai đâu anh Phương nó lại trộn nhận không ra con mình luôn không nhìn đi ngang qua đời cô luôn hả cô tại vì ở đằng xa nó đi vô mà mình cũng đâu có để ý đâu dạ. Rồi đang mài dừa bán đó cái bước ra sao nhìn thấy ủa đâu không phải con mình hồi lúc đi thì tóc nó hết đàng hoàng đen ấy nhìn ra ôi trời anh ca sĩ nào ôi trời không ra. Rồi bao nhiêu lâu cô mới nhận ra đó thằng tí tí con mình hả cô? Bước vô cổng nhà. Trời ơi, rồi cái lúc cái cảm xúc cô làm sao cô? Bước vô cổng nhà nó ủa sao ở đầu con sao vậy con? Nó cười thì mím mím ngay rồi thôi à. Dạ lúc mà lúc đó cô cũng không giận không la gì hả cô? Không, tại vì lúc đầu của mình đã chấp nhận rồi. Mình chấp nhận rồi thì mình phải chịu thôi, mình cũng là khuyến khích con. Mình đứng ngoài sau lưng mình khuyến khích nó thôi. Chứ giờ nó quyết định cái con đường đó mình đâu có cản được nữa. Cô ngày xưa là khi mà có bầu TT á cô, rồi có nghén đồ gì không cô? Có khó khăn ăn uống đồ đi lợi làm sao cô có thể chia sẻ với khán giả được biết không cô? Nói về TT á thì hồi xưa có bầu đâu có hành hạ gì mẹ đâu. Tới 4 tháng rồi là mới biết là nó khó chịu này kia nọ. À mình đi khám mới biết. Dạ. Là 4 tháng mới biết có bầu tí tí. Dạ, có tí tí á, có chuột. Có chuột. Có chuột. Ở nhà tên chuột hả cô? Không có kêu chuột đâu, nhưng mà hồi lúc mà ngén á thì nói là rồi, cha nó nói rồi có chuột rồi. À có chuột rồi. À đó. Dạ, lúc đó ăn uống cũng dễ hả cô? Tới sanh luôn rồi cũng dễ lắm, cũng không có ngén, không có gì hết. Dạ. Cái ngày đi sanh là cô còn nhớ cái kỷ niệm ngày đó không cô? Ngày đi sanh á, làm như là nó nặng cái bụng. Ông bà già xưa nói là bật là ói đó, là gần sanh đó. Dạ. Đó là vậy đó, là lên là vô, chở đi vô là sanh liền. À, vô bệnh viện là sanh luôn. Dạ. Vậy là kia là mẹ là ký ức về mẹ... có con rồi xong mẹ sinh ra là coi như là con dễ đến nỗi mà không gây đau đớn cho mẹ luôn hả? À. Bảo sao bây giờ con cũng thương mẹ như là lúc mà lúc đó vậy. Thì giờ cũng không con... bao giờ hành mẹ thì... giống như đến bây giờ. Thì giờ con phải nuôi mẹ chứ, bởi vậy cho nên mẹ hôm nay mới được ngày nay. Nuôi dạ. Cũng dễ luôn. Nuôi cũng dễ. Anh thảy đâu nằm đó. Ăn uống rồi gì anh này nói là hồi đó mấy cô nói là đẻ thằng này là 10 thằng như thằng này cũng đẻ nữa. Sướng quá ha. Sướng quá hả cô? Lúc đẻ ra cô nhớ cái mặt như thế nào không cô? Mấy ký lúc đó mấy ký cơ? 3.7 kg. Dạ, lớn lắm. Dạ, cũng lớn lắm. Bú nhiều không chị? Bú dễ không? Ngày xưa thì bú thì có 2 tháng mấy, 3 tháng là cho ăn bột bích chi rồi. Ô dạ. Mới đầu thì cho bú, dạ. Cho bú lỏng á. Lỏng, dạ. Rồi sau 4 tháng mới là quậy đặc lại. Dạ, quậy đặc, dạ. Lúc mà sau cái thời gian đó là bắt đầu biết ăn, biết uống, lật lúc đầu nó có phá phách, nó có y quậy, nó phải không? Anh này cũng như là thư sinh vậy. Như con gái vậy hả? Hiền dữ lắm. Rất là dữ kêu, luôn.
kêu sau này mới kêu là Ti Ti chứ hồi trước là Linh Phương. À, mỗi lần mà muốn đi chơi ở đâu hay là ra ngoài ngõ gì đó là đứng chơi là phải xin phép mẹ với cha. Ngày xưa là có đẹp như giờ không cô, hay là lúc đó cái mặt làm sao cô? Ngày xưa xấu lắm. Ngày xưa xấu. Xấu hả cô? Ảnh xấu lắm. Xấu làm sao cô? Ảnh cái mặt á thì hồi xưa còn nhỏ thì dĩ nhiên là xấu rồi. Dạ. Lớn thì nhú nó mới đẹp. Lớn lên giống mẹ đẹp. Lớn lên giống mẹ đẹp. Giống mẹ đẹp. Ngày xưa răng nó đẹp gì em cô? Ngày nhỏ. Xưa hồi xưa thì tại vì quê ngoại thì ở Kiên Giang. Dạ. Mỗi lần mà về ngoại chơi cái lên cái là đi bẻ ăn cái răng. Là sao bẻ cô? Tại vì nó thay răng á. Em nói nghe mẹ nói tới răng thì em nhớ có một cái câu chuyện là cha với mẹ lúc đó đưa em lên Cần Thơ để đi nhổ răng. Nhưng mà vô khi mà đợi người ta nhổ, bác sĩ kêu đợi một tí. Xong em sợ quá, em đâu biết đường về nhà đâu, mà lúc em còn nhỏ cái em trốn về luôn, cái để cha mẹ ngồi đó luôn. Nhưng mà em không biết sao mà em đi về được tới nhà. Ủa mà cha mẹ vẫn còn ở đó? Dạ còn ngồi đó luôn. Ủa mà sao cha mẹ không để ý em luôn hả? Dạ, cái lúc mà để ý em là em đi mất tiêu rồi. Tại em ra cái em hỏi người ta bến đò Cầu Xéo đi nào là em đi bộ luôn. Em để cha mẹ đó em không nói năng gì, em sợ. Nó bao nhiêu tuổi? Nó như em khoảng chừng 10 tuổi á. Chín nhiêu tuổi gì á. Ủa sao mà cha mẹ dẫn con đi, với con đi về mà cha mẹ vẫn còn ngồi đó không đó, biết cha là mẹ sao? Tâm sự, sao không đâu. Tại vì hồi lúc đầu á thì mình nghĩ rằng là tại vì anh không có quậy quạng. Mình đang nói chuyện với cha với mẹ, nói chuyện với bác sĩ đây thì quay trở lại, ủa đâu mất tiêu rồi. Chạy đi kiếm vòng. Tới chừng điện hỏi cô ba thì cô ba nói nó chạy về đây nè. Trời ơi, lì dễ sợ. Ti Ti, em còn nhớ cái đồng lương nào mà đầu tiên em về em gửi cho mẹ không? Khi mà em đi hát bao nhiêu lâu em mới em còn nhớ cái kỷ niệm nhớ đó cái niệm không? nhớ cái niệm không? 4 triệu không? 4 triệu trời ơi, cười cho trời ơi vô tiền à, tiền vô. Sao kể nghe vụ tiền nè. Mẹ kể đi. Mẹ kể. Sao cô? Ảnh tập mà tới nỗi mà cái niệm của cô á nó lúng ngay giữa hết trơn. Nhào lộn trên tô của cô. Nó là nhào nó lộn đó. Ghê. Rồi cái cô ngủ nằm á cái nhức cái lưng. Nhức cái lưng ấy, đi bác sĩ nói cô ở nhà cô ngủ bằng ngủ chiếu dọc. Bằng niệm bằng gì? Nói bằng niệm. Nói cái niệm có hủng không? Nói ủa giờ sao ông này ông hay gì thiệt. Nói có cái niệm cũng cao vậy nè mà nó hủng á bác. Thôi bỏ cái niệm nó đi. Rồi mới về mới rầy nó. Tại con đó, con á con nhảy riết mà hư cái niệm giờ á là đền cho mẹ đi. Mẹ khỏi lo. Con đi không bao lâu về con đền cho mẹ 2-3 cái niệm luôn. Trời ơi khẳng định giống dạc. Rồi cái anh ta đi đâu 20 ngày về. 20 ngày. Đưa 4 triệu. Trời ơi lúc đó là lớn hơn con số tiền. Đưa lớn 4 triệu. Mẹ ơi, con đền mẹ cái niệm. Trời ơi lúc đó cầm số tiền đó cảm xúc của cô như thế nào cô? Mà mình nào cầm cái đồng tiền này á, thì thật sự ra mình cũng có cái cảm xúc là con nó xa mình mà nó đi làm nó biết cầm cái đồng tiền về. Đó, như vậy thì mình cũng mừng, cũng vui. Thì mình mới nghĩ ra là có một lần đi theo nó thì ba đứa nhảy xong rồi đi xuống y hệt như là cô Thủy bưng ca nước mà xối lên đầu nó vậy đó, cái mồ hôi. Cái lao từ đứa vậy nè. Rồi mình mới nhớ lại hồi cái lúc nó cầm mấy triệu bạc đưa cho mình á, mình mới xót con mình. Không mà lúc đó cái nhóm em trời ơi, ba vợ con nha, đây câu chuyện có thiệt luôn nha. Ba vợ của con, ổng làm thợ hồ. Là ổng ngầm ngày có 200 ngàn thôi. Mà bữa nào có HKT về một cái là ổng phải xin ông thầu đó ứng trước tiền cho ổng. Để ổng đi coi HKT. Là ba vợ con bây giờ đó. Là trời ơi, ổng đam mê HKT đến như vậy đó em. Mà lúc nào cũng vậy hết á. Cũng khiếp thiệt mà lúc anh thấy em diễn nhiều khi mà bị sập sân khấu nữa phải không em? Dạ. Vừa hát vừa nhảy múa luôn hay là có cái nhóm múa riêng cơ? Đồ đó không phải nó múa bình thường mà nó múa mà nó nhảy. Má có coi kinh công không? Có. Có coi kiếm hiệp không? Đó nó lộn như vậy nè. Y chang như vậy. Đằng sau rồi nổi thì mình dạ, hát vì... rất là mình nhảy rất là mệt thì dạ, mình còn hơi đau. Tập. Tại vì con tụi con lúc đó thật sự thì nói thật cơ thể lúc đó tụi con rất là nhiều show.
Và ngày nào tụi con cũng diễn ít nhất là 3 show. Trời ơi. Và cứ cả một năm thì tụi con được nghỉ khoảng chừng 2 đến 3 ngày thôi. Con không biết sao thì nhóm của tụi con thì cũng được may mắn là được tất cả khán giả họ yêu thích và họ ủng hộ. Thực sự thì nếu con là người trong nhóm trong cuộc thì con đứng trong chỉ biết diễn hết mình thôi. Còn việc khán giả đánh giá như thế nào thì con không biết. Thì dù nếu như con nhìn vào Ti Ti là người có tài năng lắm thiệt. Thích, rất là thích em nhảy Ti Ti. Em nhảy cái động tác điêu luyện, em xoay, em cento rồi rất là đẹp luôn. Mà không phải người bình thường làm được, phải rèn luyện, phải có năng khiếu. Mà trời cho mới làm được. Nhưng mà đôi khi mà nổi tiếng thì sẽ có hai luồng dư luận trái chiều. Ví dụ mấy trẻ em rồi đó, mấy bé nhỏ nhỏ khoái tụi em lắm. Nhưng người lớn tuổi thì cũng nhiều người nói thảm họa đồ này nọ. Nhưng mà cái thời gian đó em phải đối diện nó như thế nào và cảm xúc của em lúc đó ra sao Ti? Cảm xúc mà em buồn nhất là tụi em được bị anti fan đó, họ ghép cho những cái câu chuyện mà thực sự nó không có thật. Ghép cho tụi em những cái phát ngôn mà khó nghe. Nhưng mà tụi em thật sự hoàn toàn không có những cái điều đó. Em đứng trên sân khấu thì đang hát thì bị anti fan chọi trái cà chua dính ở chân mặt vậy nè. Là cái bóp ngay mặt cái, nhưng mà trái cà chua nó mềm nó vỡ ra. Cái xong vẫn chảy vậy mà mình vừa đứng mình vừa khóc. Vừa ức đúng không? Hát không nổi, ức lắm. Tại vì em biểu diễn trên sân khấu thật sự là em muốn diễn hết mình để cống hiến cho khán giả xem. Nhưng mà tại sao là có những người mà họ đối xử với mình lại như vậy? Thì cái đó là một thời gian đó là ấn tượng nhất mà em mãi mãi không bao giờ về chỗ đó diễn nữa. Nhưng mà tại sao là anti fan đến độ đến như vậy? Họ không chấp nhận cái hình thức của mình, họ không chấp nhận cái nghệ thuật của mình, hay là bị nói chung bị một cái thế lực nào đó để là nó xoay chuyển với cái luồng dư luận đó đi. Dạ, nó có nhiều hướng lắm cô Thủy à. Bởi vì khi mà hình ảnh lúc đó mình theo đuổi cái hình ảnh của nước ngoài nó phải mang về Việt Nam nhưng mà chưa được sự chấp nhận của cộng đồng khán giả. Nó mới quá. Dạ, à? Mới, nó lạ quá. Mình bị phản ứng ngược. Nhưng mà còn về âm nhạc thì sao? Dạ, về âm nhạc thì tụi con vẫn được số đông ủng hộ rất nhiều. Nhưng mà mẹ, cái cảm xúc của mẹ khi mà con mình nó cũng vừa được tung hô mà cũng vừa có những sự phản đối như vậy thì cảm xúc nào có khuyên con mình thôi bỏ đi không con? Bỏ thì mình không khuyên rồi. Dạ. Thì con cứ vui đi, cứ vui vẻ, không có gì hết trơn. Ngày mình đi tới và mình tiến tới chứ mình đừng có sụt lùi, mình đừng có chán chứ mình đâu có kéo lôi nó được. Dạ. Kéo lôi nó là nó giận nó bỏ nó trốn nữa à. Trốn hoài sợ trốn. Rồi cái tai nạn mà lúc mà sập sân khấu có sao không Ti Ti? Một lần là em xém nữa là đuôi con mắt. Trời ơi, cái gì cắm như vậy? Dạ, cái cây gỗ á, khi mà em lộn thì cây gỗ nó sập xuống nhưng mà nó bị vỡ cái miếng gỗ ra nhọn vậy nè. Nó đâm nhưng mà nó đâm xẹt ngang cái lỗ tai em. Rồi còn nửa miếng kia này nó rớt xuống là em lọt xuống sân khấu luôn. Trời ơi, đó là cái sân khấu hội chợ. Đúng rồi, nó là bằng gỗ không? Bằng gỗ, bằng cây, bằng gì nó ráp lại với nhau. Với một lần ấn tượng nữa là cha em. Cha em? Dạ, cha em lúc còn sống thì lần đầu tiên cha em được đi xem em diễn. Mà em diễn cái sân khấu mà sân khấu nhựa mà người ta ở ngoài trời á. Thì có đông khán giả lắm. Thì em muốn nhảy tại vì lần đầu tiên cha em coi mà để nên em diễn hết mình luôn, em diễn sung quá thì em lộn phát làm một cái rầm cái sân khấu đó do để ngoài trời á nó mục quá cái rồi rớt tới ngực em luôn. Trời ơi, nó còn đúng ở đầu vậy nè. Thì cha em nó cũng bệnh á, cũng đi chậm chậm mà em có để ý cha cố gắng chạy lên mà kêu con ơi mà do vệ sĩ với lại những người quản lý của em á đông quá kéo em lên. Thì lúc đó ra cái cha khóc mới hỏi con có sao không? Trong khi lúc đó chừng em máu không em đâu dám nói đâu. Rồi ở nhà cô biết những tai nạn mà Ti Ti đã trải qua không cô? Biết chứ con. Tại vì khi mà nó bị đó là tao quay lại Facebook người ta đăng rút nhiều lắm. Dạ. Ở đây là cô theo dõi hả? Nó đi diễn ở đâu là cô biết hết trơn á. Dạ. Có lần nó bị cái cây ấy gì đó mà điện sợ quá điện ông giám đốc ổng nói không có sao đâu chị ơi, chị yên tâm đi. Thôi đó mà trúng mặt cái không biết làm sao ha, khủng khiếp lắm ha. Đến giờ em còn nghĩ là cái cảnh em vẫn còn sợ. Nhóm bây giờ là còn không con hay là? Dạ, con vừa tách nhóm ra được cách đây hơn 2 năm rồi. À, tách nhóm ra để mình được hoạt động độc lập và thành công.
Và sau khi mà tách nhóm á, Ti Ti có tham gia những chương trình đúng không? Dạ. Và cái chương trình mà ấn tượng là 100 giây rực rỡ. Dạ. Khi mà em tham gia chương trình, em có cái kỷ niệm nào không Ti Ti? Dạ, kỷ niệm nhất là em cầm cái cúp bán quân. Không cho chua 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 cầm. Mê tiền, mê bạc, mê cúp làm sao á. Phải mê chứ trời, công sức không, của bao nhiêu lâu mà. Không, ý là cái kỷ niệm mà anh tham gia nhiều chương trình, anh thi cử nhiều lắm. Dạ. Chỉ biết cái khoảng thời gian mà nó khủng khiếp, mình lo tập kịch bản, nè mời diễn viên, rồi đô. Một mình cái đầu mình phải lo tất cả mọi thứ, cái nào em nản không? Chắc chắn là có đúng không? Em khi mà em vào chung kết của 100 giây rực rỡ thì em gần tới ngày mà chạy rehearsal thì em định dừng lại, em bỏ. Tại vì áp lực của em nhiều quá. Với lại em chỉ có một mình à, tự biên đạo, tự biên, tự diễn trên sân khấu là từ vòng 1 đến vòng thứ 3 luôn. Chỉ có những anh chị mà giống như em hỗ trợ em về vấn đề mà đạo cụ sân khấu kia, còn ý tưởng là em tự em chơi luôn. Tự chơi luôn. Tại vì lúc đó em mới bước ra solo nên mình vẫn còn chân ướt chân ráo á. Chưa có quen biết nhiều, với lại mình chưa có quan hệ nhiều nữa. Thì khi mà mình vào thi cái chương trình đó, mình giống như một cái thí sinh bình thường thôi. Mình không nghĩ là mình một ca sĩ. Mình cứ cố gắng, mình cứ chạy chọt. Nhưng mà cố gắng cuối cùng quán quân luôn, giành 300 triệu luôn. Nhưng mà mẹ biết không, lúc đi thi mẹ có đồng hành. Đúng mà mệt mỏi mẹ, cô mẹ nhà có biết không con? Biết, mẹ vẫn ủng hộ con. Có một lần đó mẹ nằm trên giường, người thi về cũng chắc cũng mệt mỏi. Nằm hỏi sao vậy? Con chắc bỏ cuộc quá mẹ. Sao bỏ cuộc? Nhiều nhóm lắm. Nhiều nhóm thấy cũng như thấy nhóm của người ta thấy sung quá đi. Sung quá mà nhảy đẹp này kia, hát hay hay là như thế nào đó. Cái ảnh nản, nó nói đâu đưa mẹ coi xem. Xem coi thì nói cũng nhảy cũng đẹp cũng đều á con. Bỏ gì giờ, đi thì đi tới nơi chứ về tới chốn chứ trời. Nói vậy thôi rồi. Đâu qua mà bữa mấy bữa sau là về anh cầm cái bảng về. Mẹ ơi, quán quân đây. Cô đã 300 triệu đó rồi, thuế má rồi, Ti Ti có gửi cho cô không cô? Thì coi như tiền này, tiền kia, tiền nọ thì còn nhiêu thì về bỏ túi mẹ. À, cũng có bỏ túi mẹ. Chứ cũng chi trả, cũng đầu tư cũng nhiều. Nhiều lắm. Sổ lỗ luôn á. Rồi rốt cuộc giờ thành công luôn. Nổi tiếng rồi, kinh doanh thành công, thành đạt luôn. Ti Ti, cái biến cố mà ba em mất rồi, năm em bao nhiêu tuổi vậy Ti? Dạ, ba em mất hồi năm 2015 à. Ở đây 4 năm. 4 năm cũng mới đây thôi. Lý do gì vậy? Dạ, ba em bệnh. Vậy dạng xuất huyết hoại tử thì nôn ra nhiều máu quá thì mới mất. Em về em ăn Tết với cha. Thì năm đó thì về thì đón giao thừa xong rồi sáng mùng 1 thì cũng ăn uống hát hò nhảy đồng rồi vui lắm. Thì xong rồi cái qua tới mùng 5 là cha em đổ bệnh rồi cha em mất. Rồi lúc đó cái thời gian đó ba mẹ con vượt qua cái nỗi mất mát đó chắc mất là mất mát như thế nào? Giống như mình chưa lo được gì cho cha ấy, nhưng mà lúc đó cha đã mất rồi. Mình đã có những cái lời hứa là sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền. Lúc đó em đi làm em chỉ nghĩ là em sẽ có được nổi tiếng thôi, nhưng mà em không nghĩ về cái kinh tế của mình. Về sẵn đây nhân chương trình này thì Ti Ti có điều gì muốn nói với mẹ không Ti Ti? Em xin nói vài điều là em xin cảm ơn mẹ là những lúc mà con suy sụp nhất, những lúc mà con buồn bã nhất là mẹ luôn là người đồng hành cùng con, luôn khuyên con những điều mà con phải cố gắng lên rồi con phải đạt được một cái gì đó. Thì cha là người mà con làm con chạnh lòng vì những gì mà con hứa mà con làm không được, nhưng đối với mẹ, mẹ vẫn còn ở đây thì con sẽ cố gắng làm hết tất cả vì mẹ, vì gia đình của mình, còn ba mẹ con thôi. Nhưng... dạ, hay quá trời ơi, rớt nước mắt. Cô Ti Ti có phải là người hay thể hiện tình cảm không cô? Ảnh nịnh lắm. Ảnh nịnh lắm hả cô? Lễ nào cũng có quà hết á. Quà gì cô? Quà gì? Cái quà gì cũng nhét cái gì tờ xanh vô. Trời ơi. Là bỏ bông bỏ tiền vô. Đúng là luôn. Mẹ vô tiền mẹ vỗ tay. Đó, là biết mẹ thích tiền, thích hoa, thích tiền. Dạ. Vậy ngày hôm nay không biết là sẵn chương trình này cô có điều gì muốn nhắn nhủ như là dặn dò Ti Ti không cô? Mẹ cũng có lời nói với con. Thì từ xưa tới giờ á thì một khoảng đường dài mẹ cũng không có buồn phiền mà không có trách móc gì con hết á, nhưng mà con ráng cố gắng
vượt lên những cái gì khó khăn, chứ đừng có chán nản hay sụt lùi. Hay